theo nguồn tin của chúng tôi, có một nhân vật rất ấn tượng vừa mới xuất hiện tại sân bay này vào ngày 12 tháng 2. Các nhân viên sân bay vẫn từ chối bình luận về số hiệu chuyến bay của nhân vật này. Tất cả những gì chúng tôi được biết là ông ấy đã qua cửa khẩu hải quan khá dễ dàng và kiện hành lý duy nhất của ông ấy là một túi trà xanh. Và chúng tôi đã đi khắp nơi để tìm hiểu thêm thông tin về nhân vật bí ẩn này. Tôi mới gặp ổng nè, ổng tới tiệm tôi ngày hôm qua mà mắc cười lắm. Ổng đặt tôi không phải một bộ mà tới 10 bộ đồ giống này nè. Đồ rất là lạ ha, dễ thương mà nhìn độc đáo, rất là hay. Tôi không biết ổng là ai. Ổng tới cho tôi mấy lời khuyên về cách chăm sóc cây trà. Nhìn nè, nhìn mấy lá trà nè. Ổng đã giúp trở thành tươi tốt như vậy nè. Xin chào. Bữa đó tôi gặp ổng lần đầu tiên. Ông ta nói với tôi là có một bí mật rất hấp dẫn và tính mấy bữa nữa sẽ bật mí cho tôi. Tôi đoán là có liên quan tới trà. Ông còn cho tôi cái cạc nữa nè. Thấy cái cạc mắc cười không? Nè cái ông già nè. Thấy không? Đây là tất cả thông tin chúng tôi thu thập được về nhân vật bí ẩn này. Ông ấy là ai? Hiện chưa có câu trả lời chính xác. Vì có quá nhiều ý kiến về vấn đề này, một chân bếp đã được mở riêng để giải đáp thắc mắc. Bay 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 ở kia có gì lão kìa. Lão bay rồi rồi. Chạy vậy, chạy đi. Chạy qua đi. Hãy truy cập aivayta.com.